Thưa quý vị và các bạn, ở tỉnh ta từ đầu năm đến nay, tình hình các bệnh truyền nhiễm có nhiều diễn biến phức tạp và hiện đang trong thời điểm mùa mưa, thời tiết nóng ẩm mưa nhiều là yếu tố thuận lợi cho các loại dịch bệnh gia tăng và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin phản ánh cùng với quý vị và các bạn về vấn đề này qua những ghi nhận sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Do đặc điểm khí hậu của cả nước và ở tỉnh ta, cứ đến mùa hè, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật phát triển và gây bệnh, làm cho tình hình các bệnh truyền nhiễm và các bệnh mùa hè có chiều hướng gia tăng và có nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Vào mùa hè, các bệnh thường tăng cao như tả, lỵ, tay chân miệng, cúm, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, sốt do virus, say nắng, say nóng và các bệnh ngoài da khác. Tuy nhiên hiện nay, tình hình bệnh sởi cũng đang tiếp tục tăng cao, vì từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều trường hợp sốt phát ban dạng sởi. Trong đó, có gần 50 bệnh nhân sởi và bệnh đã xuất hiện ở khắp các địa phương trong tỉnh. Nó nóng, eo eo, nó ớn, nó không ăn, không uống sữa, nó cũng không có. Bắt đầu cái bữa mùng 3, mùng 4, nó dậy. Cái mùng 5, mẹ nó em làm không có nhà. Cái mùng 6, mùng kia không có nhà, mấy em đi khám bệnh, làm sao với ảnh, nó sẽ lặn. Nó sẽ lặn đó là nó bị sởi. Nó bắt đầu ấy thuốc cho nó, đem về nhà cho uống, uống. Bắt đầu con không bớt tối lại, nó từ quá, cái ảnh là gặp phải giờ ảnh chạy ra nè. Mới đó mình lại nó nhiều lắm. Nó khỏe nhiều, ăn được nửa chén cơm rồi. Lúc đầu thấy nóng không à, nóng rồi mình tưởng nó nóng sơ thôi, nó mua thuốc tây uống á, đến nóng thì vậy thôi, uống hoài uống không hết, rồi cái mới đem ra cấp cứu cái bàn nè, rồi mới cho uống thuốc vô cái cấp cứu trong thuốc vô cái nấu cái mặt từ cái mặt cái nào tới cái lưng cái về cái chân nào gì vậy nóng quá rồi. Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra, bệnh có tính lây truyền qua đường hô hấp do các chất tiết của mũi họng có chứa virus sởi bắn ra ngoài không khí khi bệnh nhân nói chuyện, ho, hắt hơi. Bệnh thường gặp ở trẻ em. Bệnh sởi thường lành tính không gây tử vong, nhưng dễ gây ra biến chứng nguy hiểm như viêm não, màng não, tiêu chảy, viêm phổi và các biến chứng là nguyên nhân chính của tử vong do sởi. Cần theo dõi sát người bệnh. Nếu có sốt cao, ly bì hoặc vật vã kích thích, ho nhiều, khó thở, ăn uống kém, tiêu chảy nhiều, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nặng. Trước tình hình bệnh sởi đang gia tăng, thì các dịch bệnh mùa hè như bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết lại có nguy cơ bùng phát cao trong những ngày đầu mùa hè. Đối với bệnh tay chân miệng ở tỉnh ta, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 750 ca mắc, trong đó cao nhất là thành phố 120 ca, Tân Châu và Châu Thành trên 100 ca, Gò Dầu và Trảng Bàng gần 100 ca. Hiện nay, mặc dù tình hình bệnh tay chân miệng giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng bệnh cũng đã xuất hiện ở khắp các huyện thị trong tỉnh và có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, bệnh lại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng ngừa. Nhưng đường lây nhiễm chính của virus qua đường tiêu hóa, trẻ này lây qua trẻ khác do tay trẻ, tay người chăm sóc, tiếp xúc trực tiếp từ phân, miệng hoặc gián tiếp qua nước, thực phẩm, tay bẩn, đồ chơi, vật dụng bị nhiễm và điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường chưa thật sự đảm bảo nên có nhiều nguy cơ bệnh tay chân miệng sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Đối với bệnh sốt xuất huyết, thời điểm bắt đầu mùa mưa là thời điểm mùa dịch bắt đầu. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện trên 140 ca và hiện nay bệnh đang bắt đầu gia tăng và đã xuất hiện đều khắp các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, mùa hè, mọi người cần cảnh giác với tình trạng say nắng, say nóng và các bệnh ngoài da, rôm sảy do nắng nóng, nhiệt độ thời tiết tăng cao. Tình trạng gió bụi mùa hè cũng có thể khiến cho nhiều người mắc bệnh cảm cúm, viêm đường hô hấp, sốt do virus và tiêu chảy cấp do các loại vi khuẩn dễ phát triển trong thực phẩm, thức ăn, làm cho thức ăn nhanh bị ôi, thiêu là nguyên nhân gây tiêu chảy, tả. Ngoài ra, các bệnh viêm não, thủy đậu cũng là nỗi lo của nhiều người.
Trước tình hình các bệnh truyền nhiễm đang gia tăng và có nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, mọi người không nên chủ quan, cần nêu cao ý thức tự giác, chuyển đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và tích cực thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không cho trẻ chơi đùa ngoài trời nắng nóng hay trời mưa và tích cực diệt lăng quăng, phòng chống bụi đốt để có thể giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm và các bệnh mùa hè, bảo vệ tốt sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Sở dĩ là vấn đề mà sốt xuất huyết tay chân miệng hiện nay giảm thì cũng do cái nhận thức được là từ năm 2013 tăng rất là đều. Từ đó thì mặc dù qua cái hệ thống truyền thông trên đài phát thanh, huyện, xã và truyền thông trực tiếp cho người dân, nhưng mà về cái nhận thức người dân về cái bệnh thì có, nhưng mà chuyển đổi từ cái nhận thức sang cái hành vi để mà phòng chống sốt xuất huyết thì tương đối cũng còn cái khoảng cách rất là xa. Từ đó thì cái ban chỉ đạo bệnh truyền nhiễm của huyện mới tổ chức cái lập cái kế hoạch phối hợp liên ngành giữa y tế và giáo dục về vấn đề phòng chống bệnh truyền nhiễm, nhất là tay chân miệng và sốt xuất huyết. Từ đó là làm cho mỗi học sinh giống như là một chiến sĩ diệt lăng quăng tại gia đình của mình, và phát động ở cộng đồng, nhất là ban chỉ đạo ở xã mở những chiến dịch diệt lăng quăng rộng rãi trong cộng đồng. Từ đó làm cho cái lượng và sốt xuất huyết càng ngày càng giảm dần, và thành quả là sang năm 2024 này thì mình giảm 80% cái sốt xuất huyết. Để duy trì những cái kết quả đạt được của 5 tháng đầu năm thì cái phương hướng tới sắp tới đây của Gò Dầu thì cũng tiến hành cái chiến dịch diệt lăng quăng, nhất là 15 tây sắp tới đây tôi sẽ tiến hành cái tháng hưởng ứng cái chiến dịch ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Thì từ đó phát động chính xã thực hiện cái diệt lăng quăng, và đồng thời cũng tiếp tục duy trì cái ký kết với liên ngành với các cái phòng giáo dục và các trường học để mà tiến hành cái diệt lăng quăng tại hộ gia đình. Và hướng sắp tới đây thì cũng tăng cường cái hệ thống cái truyền thanh phát thanh huyện và xã, và cái lồng ghép các chương trình của y tế quốc gia trong những cái buổi mà truyền thông cho cộng đồng về cái bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng cũng như bệnh sởi sắp tới. Thì để khống chế các cái bệnh truyền nhiễm thì Trung tâm Y tế Tân Châu đã thực hiện các biện pháp, thứ nhất là giám sát ca bệnh, xử lý ổ dịch và tăng cường các cái công tác truyền thông giáo dục sức khỏe để mà người dân hiểu và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống nhằm là hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Nhằm tăng cường công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh, giảm đến mức thấp nhất tình hình dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và phòng chống các bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát. Đồng thời, phát động chiến dịch rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, nhằm nâng cao nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể và người dân, thu hút đông đảo các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia, thể hiện tính xã hội hóa về công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.